những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine và thế giới trong 24 giờ qua gặp đặc phái viên trung quốc ngoại trưởng ukraine khẳng định lập trường về nga mỹ có kế hoạch biến ba lan thành trạm trung chuyển vũ khí lộ danh tính ba phi công nga vừa thiệt mạng sau vụ bốn máy bay trời ở priaz cia mỹ tung kế hoạch liên hệ bí mật với quan chức nga phản chiến khiến điện kremlin lo sợ không quân Ukraine tung đoàn chính xác hàng loạt khu tập trung địch bị xóa sổ ở miền đông quân đội Ukraine khai hỏa hơn 1.000 lần tiêu diệt một đại đội quân xâm lược trên hướng Tafia tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây xin kính chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News gặp đặc phái viên Trung Quốc ngoại trưởng Ukraine khẳng định lập trường về nga kính thưa quý vị Ukraine nêu quan điểm sẽ không chấp nhận những đất cho Nga để chấm dứt cuộc xâm lược. Hôm 17 tháng 5, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết ông Lý Huy, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Âu Á và là cựu đại sứ tại Nga, đã đến thăm Ukraine vào ngày 16-17 tháng 5 và gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tuyên bố Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga liên quan đến việc nhượng lãnh thổ, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Ngoại trưởng Kuleba đã thông báo chi tiết cho đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các nguyên tắc khôi phục hòa bình, bền vững và công bằng dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm, ông Kuleba nhấn mạnh rằng Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng cuộc xâm lược. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Kiev của một phái viên cấp cao từ Trung Quốc sau khi Nga phát động xâm lược toàn diện ở Ukraine hôm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo kế hoạch, sau khi thăm Kiev, ông Lý Huy sẽ đến Nga, Ba Lan, Pháp và Đức. Chuyến đi nằm trong nỗ lực giúp đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Vào cuối tháng 4, Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt xâm lược ở Ukraine. Hồi tháng 2, Trung Quốc công bố tài liệu 12 điểm khuyến nghị về chiến sự Nga-Ukraine, trong đó kêu gọi các bên hỗ trợ Moscow và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng. Tài liệu này phản đối sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người dân vô tội Trung Quốc cũng phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Mỹ có kế hoạch biến Ba Lan thành trạm trung chuyển vũ khí Theo giới chuyên gia Nga, Mỹ đang biến Ba Lan thành một kho dự trữ, một trạm trung chuyển vũ khí đến khu vực chiến sự. Theo nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Branshev, phó giáo sư tại khoa phân tích chính trị và quá trình tâm lý xã hội thuộc Bruce, Đại học Kinh tế Quốc dân Nga, mang tên Black Canop, số lượng vũ khí hiện đại mà Ba Lan nhận được từ Hoa Kỳ rõ ràng đã vượt quá nhu cầu quốc phòng của đất nước này. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blaszczak thông báo rằng các lô xe tăng Abrams và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Mỹ sẽ đến nước này trong tháng 5. Chính quyền Warsaw trước đó đã ký hợp đồng cung cấp 250 xe tăng Abrams mới từ Hoa Kỳ, sau đó mua thêm 116 chiếc nữa đã qua sử dụng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết thêm rằng, trong tháng này, các tổ hợp Hamas đầu tiên được đặt hàng từ Hoa Kỳ trong năm 2019 sẽ được chuyển đến Ba Lan. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nước này cũng đang đàm phán để mua thêm một số lượng khổng lồ là 500 hệ thống như vậy. Đứng trước những thông tin qua so, dồn dập mua sắm và tiếp nhận số lượng vũ khí khổng lồ từ Mỹ, chuyên gia Perensiev cho rằng, đây là một chỉ dấu cần phải lưu ý, bởi Ba Lan đang không có xung đột quân sự, không chịu sự uy hiếp của ai, nên số lượng vũ khí lớn như vậy là điều rất đáng ngờ. Theo vị chuyên gia quân sự này, vì Washington đang dồn dập đưa vũ khí đến nước này cho biết, điều này không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu bảo vệ đất nước của quân đội Ba Lan. Số lượng vũ khí khổng lồ được Mỹ đưa đến nước này về bản chất là để phục vụ cho mục đích chống Nga và Hoa Kỳ đang có kế hoạch biến Ba Lan thành một kho dự trữ, một trạm trung chuyển vũ khí cho Ukraine. Theo ông, toàn bộ nguồn cung cho lực lượng vũ trang Ukraine đang đi qua Ba Lan. Toàn bộ thiết bị hạng nặng và các loại vũ khí khác được viện trợ cho chính quyền Kiev đều được lưu trữ ở đất nước láng giềng phía tây của Ukraine và sẵn sàng chuyển giao sang đất nước láng giềng. lộ danh tính 3 phi công Nga vừa thiệt mạng sau vụ 4 máy bay rơi ở Bryansk. Astra, một kênh Telegram của Nga, đã tiết lộ tên của ba phi công Nga vừa thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến máy bay quân sự tại tỉnh Bryansk vào ngày 13 tháng 5. Trong khi đó, quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến thêm 500m trên mặt trận bắc mất. Kênh Telegram Astra Medusa của Nga cho biết, phi công Dmitry Oshpup 26 tuổi và Sergei mươi 24 tuổi, đến từ Vyazma, tỉnh Smolensk, là thành viên phi hành đoàn của chiếc trực thăng Mi-8 bị bắn rơi ở tỉnh Priyansk của Nga vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Có thông tin cho rằng, vào ngày 15 tháng 5, một lễ tang đã được tổ chức để vinh danh phi công Chigilichik tại trường Vyazma Priyansk, nơi anh theo học. Ngoài ra, Gleb Polyakov, một phi công Nga khác, cũng thiệt mạng cùng ngày tại tỉnh Priyansk. Loại máy bay mà phi công này đã lái không được tiết lộ. Trước đó, Astra đã viết rằng Maxim Sapchenko, người gốc Krasnodar, là phi công trực thăng Mi-18 đã thiệt mạng gần thị trấn Klinsy. Theo các phương tiện truyền thông Nga, vào ngày 13 tháng 5, hai máy bay trực thăng Mi-18 cũng như một chiếc Su-35 và một chiếc Su-35 đã bị rơi ở tỉnh Bryansk. Các kênh tin tức ở Nga đưa tin tổng cộng 9 quân nhân thiệt mạng trong các thảm kịch này. Thống đốc tỉnh Prians Alexander Pokomas chỉ xác nhận vụ tai nạn của một chiếc trực thăng Mi-8. Bộ Quốc phòng của Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Nhưng vào ngày 15 tháng 5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông tin rằng bốn máy bay Nga đã bị bắn hạ ở Prians. Theo lực lượng không quân Ukraine, tổng số thiết bị hàng không mà quân Nga bị mất vào ngày hôm đó là 5 chiếc. Đây được xem là ngày đen tối của hàng không Nga. CIA Mỹ tung kế hoạch liên hệ bí mật với quan chức Nga, phản chiến khiến Điện Kremlin lo sợ. Chiến dịch bán công khai của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ nhằm thuyết phục những người Nga bất bình vì cuộc chiến ở Ukraine làm gián điệp cho Washington đã có kết quả. Các quan chức CIA cho biết trong tuần này, khi cơ quan tình báo này công bố một video mới nhắm trực tiếp vào các quan chức chính phủ của Nga, Kể từ mùa thu năm ngoái, CIA và Cục Điều tra Liên bang đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội và sự xuất hiện trước công chúng để khuyến khích những người Nga tức giận trước cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin liên lạc với họ và đã cung cấp những gì họ nói là các kênh internet an toàn để làm như vậy. Một số người Nga đã phản hồi, một quan chức tham gia vào nỗ lực tiếp cận cộng đồng cho biết hôm thứ ba, quan chức này nói, đó là kết quả của việc tiếp xúc Quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về việc có bao nhiêu đặc vụ Nga đã liên lạc với CIA hoặc thông tin nào họ có thể cung cấp với lý do bí mật hoạt động. Các quan chức hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ nói rằng, bất chấp sự kiểm soát rõ ràng của ông Putin đối với xã hội và đời sống chính trị Nga, Nga đã nổi lên như một môi trường tuyển dụng dồi dào tiềm năng cho các quan chức chính phủ và những người khác đang lo lắng trước hậu quả ngày càng tăng của cuộc xâm lược Ukraine. Ước tính có khoảng hơn 500.000 người Nga đã trốn ra nước ngoài, nơi họ dễ dàng liên lạc hơn với các cơ quan tình báo Mỹ. Phó giám đốc hoạt động CIA David Malawi cho biết vào tháng 11 rằng chúng tôi đang tìm kiếm khắp thế giới những người Nga cũng ghê tởm điều đó như chúng tôi. Đoạn video mới bằng tiếng Nga do CIA sản xuất đã được đăng trên Telegram, một dịch vụ nhắn tin phổ biến ở Nga và trên các kênh truyền thông xã hội khác. Nó miêu tả các quan chức Nga ở nhà với gia đình và tại nơi làm việc, đấu tranh với quyết định tiếp cận với cơ quan gián điệp Mỹ. Cuộc chiến ở Nga và ông Putin không bao giờ được nhắc đến một cách rõ ràng. Đoạn video dài gần 2 phút khép lại với thông điệp, những người xung quanh bạn có thể không muốn nghe sự thật. Chúng tôi làm, bạn không bất lực, kết nối với chúng tôi một cách an toàn. Hướng dẫn liệt kê với CIA trên Tor, một công cụ liên lạc ẩn danh trên Internet được mã hóa, sau đó nhấp nháy trên màn hình. Daniel Hoffman, một sĩ quan CIA đã nghỉ hưu, từng là trưởng cơ quan ở Moscow, cho biết bất kỳ người Nga nào tình nguyện giúp đỡ Hoa Kỳ sẽ làm như vậy vào thời gian hoặc địa điểm do họ lựa chọn. Tuy nhiên, ông ấy nói, video sẽ giúp ích bằng cách cho họ biết rằng chúng tôi đang ở đây và có thể tương tác với họ một cách an toàn. Ông nói, đó là một cách tiếp cận tôn trọng. Ông Hoffman lưu ý rằng CIA đã công bố đoạn video trong thời gian chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn dự kiến của Ukraine chống lại các lực lượng quân sự của Nga trên lãnh thổ của họ. Tùy thuộc vào sự thành công của nó, có thể khiến cho một số công dân Nga lo lắng hơn nữa. Đại sứ quán Nga tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận. Quan chức tham gia vào nỗ lực này cho biết, đoạn video được thiết kế rõ ràng không nhằm mục đích kích động một cuộc lật đổ ông Putin hoặc gây bất ổn cho nước Nga. Tôi không tin vào một cuộc cách mạng, người kể chuyện nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga từ lâu đã tin rằng Washington muốn lật đổ ông và làm suy yếu nước Nga. Không quân Ukraine tung đòn chính xác, hàng loạt khu tập trung địch bị xóa sổ ở miền đông. Trong ngày, các binh sĩ Ukraine đã đánh trúng một số mục tiêu quan trọng của địch, đặc biệt các đơn vị pháo binh và bệ phóng tên lửa của Ukraine đã đánh trúng hai kho đạn dược, cùng một số kho nhiên liệu và dầu bôi trơn và một trạm kiểm soát. Không quân của lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện 14 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung thiết bị quân sự và nhân lực của kẻ thù. Năm trong số đó đánh trúng các hệ thống tên lửa phòng không, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố vào tối thứ tư ngày 17 tháng 5. Bộ Tổng tham mưu cho biết các đơn vị tên lửa và pháo binh đã đánh trúng 6 khu vực tập trung nhân lực, một đơn vị pháo binh trong tư thế khai hỏa, hai chốt phòng không và hai mục tiêu quan trọng khác của địch. Theo báo cáo, lực lượng du còn tiêu diệt hai máy bay không người lái do thám loại Orlan 10 của địch. Sáng ngày 17 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang du báo cáo rằng, kẻ thù tiếp tục tập trung các nỗ lực chính trên các hướng ADF, Marine, Bakhmut và Liman. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua đã xảy ra 55 trận đánh ở các khu vực này. Bộ Tổng tham mưu nói thêm rằng Marinka và Bakhmut vẫn là tâm điểm của các cuộc chiến. Điều đáng chú ý là người Nga đã phải chịu những tổn thất to lớn trên đất Ukraine. Tổng thiệt hại của Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 5 là 200.590 người. Quân đội Ukraine khai khỏa hơn 1.000 lần tiêu diệt một đại đội quân xâm lược trên hướng Dabria, trong ngày qua, lực lượng phòng thủ của hướng Tabria đã thực hiện hơn 1.000 lượt hỏa lực và tiêu diệt gần một đại đội quân xâm lược cùng 21 đơn vị vũ khí trang bị của địch. Trung tâm báo chí của lực lượng phòng vệ hướng Tabria đăng trên Facebook rằng, các đơn vị tên lửa và pháo binh của lực lượng phòng vệ hướng Tabria đã thực hiện 1.004 nhiệm vụ khai hỏa trong ngày qua. Chúng ta đang nói về các cuộc phản công và tấn công vào các mục tiêu đã lên kế hoạch được xác định trước đó kẻ thù đã mất gần một đại đội ở hướng Tavria. Hơn nữa, 21 đơn vị vũ khí và thiết bị của địch đã bị phá hủy và hư hỏng. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã 16 lần tấn công vào các vị trí của quân dục ở hướng Tavria, nhưng đều bị để lùi và phải rút lui. Cần lưu ý rằng, 493 cuộc tấn công đã được ghi nhận theo hướng Tavria trong ngày qua. Kẻ thù đã sử dụng xe tăng, nhiều hệ thống phóng tên lửa và pháo ống, như đã đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ khoảng 200.590 quân xâm lược Nga từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News – rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán tính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.